Mình biết ạ, đấy là tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ ạ. Obama là ông tổng thống Mỹ. Chắc là nhân vật này thì không những mình mà tất cả mọi người ở đất nước này khác cũng cùng biết, đều biết đó là tổng thống Mỹ. À, ông là tổng thống Mỹ. Tất nhiên là có chứ ạ. Ai ạ? Tổng thống Mỹ. À, có. Tổng thống Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ. Tôi có nghe nói mà đến 23 này ông ấy sang Việt Nam. Mình nghĩ rằng ông này là một người rất là đột phá vì ông ấy là người đầu tiên da đen mà được lên làm tổng thống. Nghĩa là ông ấy đánh bại tất cả những định kiến trước đây về người da đen. Ông ấy đánh bại tất cả những gì mà người ta nghĩ là không thể thành có thể. Và ông ấy làm việc rất là tốt. Được cái thì là dân bầu từ A đến Z, lý lịch từ A đến Z là được công bố rõ ràng, không có lờ mờ. Thế là ông ta là người giỏi. À, ông Mama thì có cảm giác là ông ấy là một người thân thiện với cả tất cả người dân. Em mới biết ông ấy là một nhà chính trị rất là giỏi. Đây là một vị tổng thống cũng tương đối là yêu chuộng hòa bình. Nước Mỹ trước kia là kẻ thù của ta, tôi là người lính, cho nên là hai bên là hai chiến hào. Nhưng mà khép lại quá khứ, thì nước Mỹ cũng khép lại quá khứ. Nước Mỹ nên quan tâm đến Biển Đông hơn. Mong ông ấy sẽ hỗ trợ để giúp mình phát triển nhiều hơn. Mong ông ấy là ăn bún chả ấy, được. Tôi sẽ khuyên ông ấy thử món phở Hà Nội. Bún đậu mắm tôm này. Phở bò. Thì mời ông đi ăn chả cá ở phố Lã Vọng ấy. Mà mình đi học ấy, thì lúc nào phở cũng là cái món mà mình muốn quảng cáo. Bây giờ hôm qua thì cũng chắc chắn là người ta sẽ kêu ông ăn phở. Cái chuyện là chuyện hết 90% rồi. Không xa, toàn trước.
bắt ăn luôn. Dạ. Cái món ăn thì là ông ấy chọn hay là mình tự cái mang? Cái đấy là tự ông ấy chọn cửa hàng thì mình không ạ. Tức là cái khi vào chọn món ăn ấy thì là ông ấy tự chọn món bún chả hay là nhà mình mời ông món bún chả? Chọn. Tự chọn. Quán đều hình thế, quán này chỉ có bún chả và nem, không chọn cái đêm ăn cái này. Lên xem rồi. Dạ. Quán cho mình được đón tổng thống mới lên cảm giác của tôi. Ông ấy có nói gì không ạ? Sau khi ăn xong ông có nói gì không ạ? Ông ấy có khen là món ăn ngon không ạ? Ông ấy có hỏi về cái cách mình chế biến món ăn này như thế nào? Khi mà trước đấy thì là có tức là tại sao không biết tại sao mà già nhà mình được chọn làm cái địa điểm đấy không? Không cách đây bao lâu thì cô biết là ông ấy sẽ chọn quán cho mình và sẽ đến quán cho mình? Thế là đến chiều nay hay là đến chiều nay mình đến quán? Vậy sau khi chuyến đến thăm của ông Obama đến quán nhà mình thì cô có dự tính gì để cho mọi người biết được là đã có một vị tổng thống Hoa Kỳ đến ăn và thưởng thức những món ăn của quán mình không? Món ăn ngon, biết đến mong nhân dân là sẽ ủng hộ đến quán của cô. Và cô đang mở cơ sở này tại Lắng Hạ đây, là cô có hai cơ sở Lắng Hạ xe đây hai cơ sở của cô. Cái tí thịt lợn nhà mình thì lấy ở đâu ạ? Thì nguồn thực phẩm nhà mình thường lấy ở đâu? Lấy là thực phẩm ở đâu mổ, có thấy cái thịt đàng hoàng. Người ta là bạn tất cả mọi cái đều ký hợp đồng đàng hoàng hết. Mọi người cho bảo thì là sau hôm nay có hoa cả xúc gì ăn xong không biết kiểu gì quá. Nhưng mà mấy khen ngon này không biết đến chưa đến mấy khen ngon rồi đấy, khen ngon rồi. Vinh dự quá chị em. Và ông ăn được rất là tuyệt vời. Nhưng mà ăn ở tầng 1 hay tầng 2? Ông ấy ăn ở tầng 2 ạ. Ông ấy có mang cả số đào ạ. Ông có mua bè mà. Cô giơ lên. Nhiều người cho rằng là sau hôm nay là cô sẽ tăng giá đấy. Không, nhiều cô bán vẫn chưa tăng giá. Cô cầm. Cô cầm tiền giơ lên, Không phải quán chung hay em ghét đến với nhau thì chẳng được nhau tay, không phải quán chung.
bao nhiêu ạ? Cô ấy bao nhiêu sau? Cô ơi, mọi người băn khoăn là lần sau thì bây giờ mọi người vào ăn quán cô cũng phải tăng giá, cô cũng đi, cô có tăng giá không? Không, cô không tăng giá. Chưa có nghĩ đến một cái ý là bây giờ mọi người lấy cơ sở hai cô thì thế nào vắng hơn thì cái là cơ sở rộng hơn mà.